ý trọng lịch sử cứ tin trả mong hỏi thế chùa tao táo cho khó chẳng tranh thế lúc rò ta đội dự bị tranh xé hậu đảng tao lúc chồng đau lòng no chùa cấp bộ đoàn nhất trong chính trả sảnh thanh hóa tứ chỉnh sai lót cho hậu lửng thuộc giả đảng viên thiết sách nói do khó chẳng tranh tao cho uốn trung trại cò sở mua sau trả lùa trâu sở sát đảng cu xử lý cho sĩ tao kèn thuộc giả trâu bá bờ đảng sở ban thuộc giả chuộc khó lấy cho sơ xé lúc rò cho kia tỷ thái suy giả chỉ rồng nhất trâu cho bá bờ đảng đâu xong là nọ chế cờ cấp bé thầy thành y tổng sai do khởi chờ rồng nhất đầu hóa lường thuộc gia đảng háo huyền thầy thành hải riêng sánh thanh hòa hải trông nhất đầu rồi trong cờ đồng uy chế cờ tứ tổ chức sai cho học sinh mua rồng trên chi cờ căng mót xé trong tay học hết sĩ tử cò cồng hào cho lớp bồi dưỡng cảm tình đảng ra trong tờ chế cờ tứ phái trong trò sĩ phứ sách chùa bồi dưỡng lên tờ tư tưởng chính trị chỉ trong cái báo trong học sinh là tờ đảng sau lúc ra trâu cho mấy nhóm mót xiêm ba mùa do ít tu đảng viên bị trâu cho hậu kệ ôn tờ phanh tra sau lúc chồng chế cờ cấp bé thầy thành y tướng mô lì trí do xa tu học sinh tàu kết nạp đảng tàu sở một trâu bắp hơn tờ đảng uôn tê ít có trùa một trâu đại học bị trâu cho học sinh nọ do ít có trùa nhất trâu lúc năng trâu khỏ do lúc ra xuất phát cho mấy nhóm mót kệ chế xiêm ba một trong chùa kệ chia khi mà được đi học lớp cảm tình đảng khi đang còn ngồi trên tàu cờ cảm tình đảng thầu ua rào trâu lướt trong hồ chơi cờ cú vào tàu tiề giàu xia thế do lúc sau ba chấm hình nhổm ba sau cờ tú khanh sở một trong bác hơn tờ đảng đoàn viên thanh niên mà có thể đứng được vào hàng ngũ của đảng đấy là gì đó là những em trong tuấn xây lùa sở trong bác hơn tờ đảng quân đề do chấm hình nhổm của cận sở thế o do chấm hình nhổm mưa rồng chữ gì mót xía cờ tua thế bé do chấm hình nhổm mót xía cầu học tê hậu lửa đoàn hậu lửa ngoại khóa hậu trái cờ tê hậu lửa uôn ra trầu cho uôn làm tờ hậu lửa đoàn về liên tờ đoàn tức xài tàu cho tiếng năng ua tàu rồng ra vì trâu khẩn tờ đoàn trường tức sĩ công ra trầu sĩ phứ chủ nhiệm giáo viên bổng môn cho tờ một trâu chi bộ xài là sau đó sẽ giới thiệu vào cho chi bộ để chi bộ tuyển chọn sẵn là hậu lửa bồi dưỡng kết nạp đảng viên chia do dân nụ uốn trung trại tờ sổ bắp bơ đảng huyện ủy thạch thành tướng môn tàu sang hậu kể chỉ rằng hậu lửa nọ nhất trong tờ sách lót sao cho tính năng do hậu sinh cho trái cờ cơ bê đoàn thanh niên tứ tàu chót dân nụ sang cả hậu lửa bồi dưỡng giới thiệu cho tính năng của tàu rồng một trâu tổ chức đảng sách chỗ kết nạp cha mai do nhất trâu cho trái cờ cơ bê hậu trang trả sợ ít có trong mức hoàn thuật giá chia làm tờ chất lượng giới thiệu của xử lý phanh tra cho tí năng của tàu rồng sợ trâu bắp hơn tờ đảng bị trâu rất hậu kể xích chùa mua trên trì xích trong ốc xích nâng cầu xa trâu trì nọ đồng bộ huyện Thạch Thành tứ kế nạp tàu nâng cầu bế tù đảng viên do hậu sành cơ bế đoàn khối cơ quan thiết doanh nghiệp sành Thanh Hóa do ít nhất trâu cho tổ chức đoàn mua cho nâng đảng viên trên luồn tàu tra hậu sành đầu trong tàu tổ chức đoàn nhất trao khổ tứ chắc khi cho uống một dinh trì trong cổ hủ trong tôn giải luồng ba chính do ít tu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam sinh tử sơn hà họp huyết sĩ tử uống no sầu cờ ba chính do ít tu đảng viên trong tôn giải luồng do đơn vị do khối bốn lãnh một do hậu kể u rồng giải tàu dinh trì ban thường vụ đoàn khối tứ cho khi cho cơ sở đoàn tổ chức đau họp huyết uống cách mạng do hậu lực ô bú đơ sáng tới do hố chùa chọc cờ ba môn lúc đa do một bát chọc tôn sạch luồng môn tàu hậu kể tàu mùng trí thiê tránh do ít tôn hạnh của tàu bị trao hậu kể ô môn dân trì do lúc chồng cho số đoàn viên tàu kết nạp đảng tứ sành lì xa châu phình pùa cho đảng viên tàu kết nạp chia nhất thông lờ đảng bộ khối trong ốc dân cầu bé đoàn khối cơ quan thiết doanh nghiệp sành Thanh Hóa mua sản phẩm cầu trí tù nành tàu tra tờ cổng hào lớp đối tượng kết nạp đảng sở ôn tê bắp hơi khẩu sành lòng tờ tàu tu đoàn viên ưu tú tàu cho tờ một trâu đảng sách chùa kết nạp muôn tàu block bùa cầu trí tu đoàn viên ưu tú tàu kết nạp một trâu đảng để tiếp tục nâng cao cái hiệu quả công tác phát triển đảng viên trẻ thì ban thường vụ đoàn khối sẽ tập trung vào các chỉ có đó chỉ trong dân trí hao lử thuộc gia đảng viên lùa ban thường vụ đoàn khối do tất trong tên chế lùa quân tê đó ô rong hao lử giáo dục chính trị tư tưởng duyên luyện động đức cách mạng trâu trong túng sạch lùa lon tợ hình thức chết lù rong thích o đó tàu nguồn đoàn viên ưu tú trâu đảng tiếp bé thăng mưu trong ban thường vụ đảng ủy khối cò số cấp ủy cơ sở sách lót đùa hao lử đoàn nhóm cơ sở phái hao lử trâu cho tiến lên cấp ủy phụ trách hao lử túng sạch lùa ô rong hao lử xích thả tàu tàu tê lù tờ trong túng sạch lùa phân công các đồng chí cấp ủy sẽ phụ trách công tác thanh niên, làm tốt cái công tác đối thoại, lắng nghe ý kiến của đoàn viên thanh niên.
cho ủ rộng chắc chỉ thị số 09 từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nếu nên cầu gì lúc trích lý trong ổ chân cầu ý. Lần tờ ủ rộng hậu lượng thuộc giá đảng viên, tờ đảng bộ sánh Thanh Hóa nhất trong sinh hợp tùa. Sì hợp thầu, hậu lượng thuộc giá đảng viên hải trong, đảng viên do học sinh cấp B hải riêng, tứ tao đoàn thanh niên số cấp học sánh sách lo, sân cả, bí trao hậu kể ủ rộng tờ trữ gì, trừ mô dân trị xìa. Đồng bê cho họp phía, đoàn nhất trâu chọn trong thị xã, ra trâu đô thị và mình. Nhất trâu cho bác ba huyện ra trâu xì khó rất rõ chia. Khối trái cờ, do họp phía sĩ tử sầu cờ, họp phía tôi dành một ủa hậu lử, vì kế nó hồng hậu tích thờ. Dì tê hậu lử, họp phía lì sọ, tổ chức đoàn tư sớt bỏ chùa chai bồi dưỡng, tra tờ cho tín anh đồng bê, cho đoàn viên ưu tú, trâu đảng sách chùa kết nạp. Trong những năm vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp bộ đoàn. Đào trong thầu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tư cho có số cấp bộ đoàn của trong hóa lực trắc hiện giáo dục tư tưởng rèn luyện đạo đức cách mạng, thiết dịch con lý tưởng ba một trao đảng, trong tôn sạch lùa. Ủ kinh tờ tổ chức, cho trong quà hù, đợi ủa sở gia nụ, trong mà do đoàn viên thanh niên ba rèn luyện trở thành ít tố đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong ở trên cầu B, cho tổ chức cơ sở đoàn nhất trong hậu chiến trả sảnh Thanh Hóa, từ tra tờ tổng tòa cầu bóc xếp tù đoàn viên thanh niên ưu tú, trao đảng sách chùa kết nạp, nhất trong tầng mua tra cầu ít xía ít bộ tù đoàn viên tàu kết nạp. Hậu lử tổng nguồn thuộc giá đảng viên nhất trầu trong tù sảy lùa, ý kê do trò tổ chức đảng, trục họ, ý kê do ô trầu mua cho lùa một trò bắp ở đảng, ô trong hậu lử ba bỏ hử kê sổ sầu thuộc giá trị trên tờ đảng. Vì ô rong hậu lực tổng nguồn trâu túng sạch lùa, cho tổ chức cơ sở đảng, nhất trong chứng trả sảnh, tứ ô rong trâu cho đảng viên mua rong trừ dị. Cha mà do thao sĩ hợp khó trắng sau cờ, cho đảng viên lùa, tứ mua rong trừ dị trô khó, dễ dị móc sĩ rong trùa, ba mũ trâu cho kẻ, thiếu ưu tiền săn nụ tàu cho. Đoàn cơ sở lại đã là một trong những cái tổ chức đoàn cơ sở do ít nhất trầu cho tổ chức tra tờ nguồn cặp tình đảng cô xử lý tra tờ cho quần chúng ưu tú trao đảng sách chùa kém nạp dành thanh đám tàu tra nhất trầu cho tổ chức sân trầu số lúc chồng cho đảng viên trưởng lùa tàu kém nạp hậu chứng trả huyện vốn lên tàu tổ chức đoàn cơ sở tra tờ đoàn thanh niên cho đơn vị tức sải tàu tu quần chúng ủy do của tàu dòng đoàn tàu một chữ gì kiểu năng thì đã lựa chọn những quần chúng thực sự là ưu tú về mặt đạo đức, lối sống. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam tức hải mạnh, trong tốn say lùa Hồ Chí Minh do bác bà trình xia trâu đảng, uôn trung đẩy tròn giấy lúc trứ dị lùa trâu đảng, số sau do nụ cách mạng muôn nông tây tờ đảng, theo chủ ti Hồ Chí Minh. Do lì, trong tốn say lùa cổng hầu hốc lực dịch khỏi đảng, ý kê do khỏ ùa, ua tàu chia trì nhỏ, ý kê do do nụ giàu xia lòn tờ đoàn. Lịch sử tích thờ tứ môn tàu bỏ thơ, số tiền đảng viên lùa, tứ số sầu, lọt lo nhát trầu do nổ cách mạng, thiết tránh do tù nền cho khiếm môn nông tiền tờ đảng. Kênh thuật giá đảng viên nhát trầu trọng tốt sạch lùa, do khỏ ùa, dỗ chủ tàu ùa, thiết bị trâu quy luộc, lòn tờ ùa trên nóng, lúc nóng lia một trầu đảng. Chia cỏ ùa xích rùa, thiết một số tiền một trầu đảng. Vì linh tờ sẽ hợp tùa. Tỉnh đoàn Thanh Hóa tứ dỗ trò cho hiền tông kinh chuyên đề thiết sách chùa quy trình giới thiệu cho tốn sạch lùa một trâu đảng sách chùa kém nạc. Cho hiền có số cấp bộ đoàn hậu sảnh trò lòng chế hậu lực giáo dục một trâu đoàn. Tánh trọng công hậu cho cho đơn vị chỗ chùa ô rong hậu lực đùa giáo dục chính trị tư tưởng trâu trọng tốn sạch lùa. Dỗ trò lòng chế giới lù hậu kế ô hậu lực hô chờ số sau sẵn tốn sạch lùa một trâu tổ chức. Sẵn mô hố chùa trâu tốn sạch lùa ba chào cờ thuộc xã lũ rong tiệt tu. Ủa trình lùa, nhất trâu xịt kho đảng, chính quyền đoàn thể, trục họ, sơ phát xịt kho tích thở, xuân nú rồng thuộc giá tuộc.